Xin chào tất cả mọi người, và mình là Minh Nhật. Hiện tại mình đang có mặt ở Đà Nẵng, và ngày hôm nay chính là Lotteria Challenge Cup của các bạn nhỏ tại Đà Nẵng. Và như buổi hôm trước thì bọn mình đã tham gia Lotteria Challenge Cup ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và hôm nay đồng hành cùng mình đấy là anh Tuấn. Wow. Mọi người, và hôm nay chính là cái vòng tự loại tại Đà Nẵng. Hôm nay thì mình nghĩ là có rất nhiều trận đấu hay, rất nhiều trận đấu hấp dẫn, bởi vì mình thấy là người dân Đà Nẵng ai cũng biết đá bóng. Wow. Và chắc hẳn các bạn nhỏ Đà Nẵng cũng vậy, sẽ có những cái màn xử lý rồi những pha ghi bàn rất đẹp mắt đây. Yes sir, và mọi người có thể thấy cả không khí ở đây rất là sôi động. Đấy, các bạn nhỏ này. Hello. Ok, không chần chừ nữa, cùng mình và anh Tuấn thưởng thức những trận đấu nhá. Let's go. Chào mừng mọi người đã đến với tập thứ 2 của hành trình giải đấu Lotteria Challenge Cup 2023. Địa điểm lần này như mình đã nói sẽ là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng. Một không khí rất sôi động mà các bạn nhỏ Đà Nẵng đã đem lại trong giải đấu lần này. Cảm ơn những nhà tài trợ đã góp mặt trong giải đấu, và hơn hết cảm ơn nhà hàng Lotteria vì đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho các bạn nhỏ. Giờ thì cùng mình và An Tuấn tận hưởng những trận đấu đầy kịch tính và cảm xúc này nhá. Một tình huống phạm lỗi, đã có một cầu thủ bị dính chấn thương. Đồng thời thì một thẻ vàng cũng được rút ra. Ngay lập tức thì bộ phận y tế của giải đấu đã có mặt. Mong rằng chấn thương sẽ không quá nặng. Cùng tiếp tục với những diễn biến của trận đấu. Bóng đã được treo vào trong. Một tình huống lộn xộn trong khu vực vòng cấm. Cơ hội nguy hiểm đã trôi qua, giờ là thời cơ để phản công. Vậy là đã có một tình huống phá bóng lên. Bóng được thả xuống đáy biên, theo kèm rất sát. Thủ môn đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Tiếp đến trận đấu tiếp theo. Tranh chấp rất quyết liệt ở phần giữa sân. Cầm bóng rất tốt, rất khéo. Bóng được triển khai ra biên. Tạt vào trong. Sút bóng không vào. Một pha phối hợp đầy mẫu mực của đội bóng áo vàng. Và đó là một pha ghi bàn rất lạnh lùng. Đây sẽ là một cú sút rất quan trọng. Sút bóng. Wow, có vào hay không đây? Các cầu thủ áo xanh đang ăn mừng. Vẫn chưa có tín hiệu từ trọng tài. Vậy là sau khi tham khảo ý kiến thì trọng tài đưa ra quyết định là bóng chưa vào. Sẽ tiếp tục với cú sút lên lưu tiếp theo. Rất quyết đoán và uy tín đến từ tổ trọng tài của Lotteria Challenge Cup. Xin chào tất cả mọi người, và hiện tại là mình và anh Tuấn đã qua rất là nhiều trận đấu này, vòng loại này, bán kết này. Và sau đây 5 phút nữa thôi, đấy là bọn mình sẽ đến với những trận chung kết. À không phải những mà là một thôi. Đấy anh em có thể thấy này, thời tiết này, đấy rất nóng. Anh em mình ướt sạch hết quần áo rồi, nhưng mà nó không thể cản trở được cái niềm đam mê bóng đá cho bọn mình anh em ạ. Và chỉ 5 phút nữa thôi, trận chung kết của Lotteria Challenge Cup 2023 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra. Và Nhật ơi, một trận đấu hay nhất từ đầu giải tới giờ sẽ chuẩn bị được khởi tranh, và mọi người hãy cùng đón xem diễn biến trận đấu sẽ như thế nào nhá. Ok, let's go. Ok anh em ơi, trước cái trận chung kết rất là thú vị và rất là được mong chờ này, cùng mình đi phỏng vấn các bạn nhỏ sẽ tham gia trận chung kết này, xem tâm lý thi đấu các bạn thế nào nhé. Let's go. Xin chào các quý ông. Ok, thì bây giờ cái cảm xúc của mọi người thế nào khi mà vào được chung kết của Lotteria Challenge Cup 2023 này nhỉ? Nó vui. Vui à? Camera nói này, nhìn vào camera nói này, cảm xúc thế nào? Dạ đến vui. Vui à? Lê có vô địch không? À, có vô địch không? Có. À, 1, 2, 3 rồi nhá, 1, 2, 3 rồi. Nào. Xin chào các chiến binh. Ok mọi người ơi, thì bây giờ anh muốn phỏng vấn một tí nhá. Bây giờ tất cả mọi người chụp lại đây nào. Bây giờ là cảm xúc mọi người thấy thế nào? Bình thường á? Ông này thấy bình thường. Đá nhiều chung kết quá rồi à? Dạ không, ý là đá này không quen, thấy bình thường thôi chứ. Yeah. Thế cảm xúc mọi người khác thì như nào? Có ai hồi hộp không? Có ai hồi hộp không? Nào rồi nhá, có vô địch không? Đội bên kia nhá, đội bên kia nhá, rất là quyết tâm luôn. Thì đội bên này nhá, là bây giờ phải cho anh thấy là cái tinh thần gọi là quyết tâm hơn. Ok không? Ok chưa? Nào, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Ok, cảm ơn mọi người, cảm ơn.
Và xin mời quý vị thân mến, chúng ta sẽ đến với những diễn biến. Và ngay bây giờ đó sẽ là trận chung kết của khu vực Đà Nẵng. Xin chào quý vị khán giả đồng hành cùng trận chung kết giải đấu Lotteria Challenge Cup 2023 khu vực Đà Nẵng. Đồng thời ngồi trong cabin sẽ là bình luận viên Minh Nhật GK. Lấy một đi bỏng ngô hoặc gà già Lotteria, ngồi xuống sofa, bật quạt hoặc điều hòa ở mức lạnh nhất. Vì tôi chắc chắn với quý vị đây sẽ là một trận đấu nóng hơn bao giờ hết. Một thế trận vô cùng chủ động của cả hai đội. Vẫn còn, vẫn điểm luôn. Bóng đã được treo vào trong. Một tình huống phòng ngự tốt và bóng đã được phá ra ngoài. Rất nhanh đã đoạt được bóng. Xoay người, sút hay sao đây? Động tác giả. Trả bóng về cho đồng đội. Sút bóng vào. Một tình huống tưởng rằng rất đơn giản. Bóng đã được ném lên từ thủ môn. Một pha đỡ bước một chưa được tốt lắm. Theo kèm rất sát, một pha tranh chấp rất quyết liệt phần giữa sân. Động tác giả có sút bóng không? Một tình huống cho thấy sự máu lửa các cầu thủ nhí trên sân. Rất nhanh đoạt được bóng rồi. Một pha can thiệp rất kịp thời. Bóng đã được phá ra biên, một cơ hội nguy hiểm đã trôi qua. Tuy trời đang rất nắng nhưng các cầu thủ trên sân không ai muốn làm người thua cuộc cả. Sẽ là một tình huống đá biên. Cùng đó chờ xem có phải một tình huống nguy hiểm không. Chuyền bóng vào trong, lên trời mất rồi. Không có gì khó với thủ môn. Một tình huống phát bóng hơi thiếu chính xác của thủ môn. Tiếp tục với một tình huống đá biên. Chảnh cơm rất quyết liệt. Xoay sở rất tốt, sút bóng. Một tình huống phản xạ rất tốt của thủ môn. Sẽ là một tình huống đá phạt ở một cự ly rất nguy hiểm. Sút bóng ngay, bóng không qua được hàng rào. Một tình huống rất nguy hiểm đối mặt với thủ môn. Chỉ là quá dài. Vâng thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp 2 của trận chung kết Lotteria Challenge Cup khu vực Đà Nẵng. Hai đội đang nhập cuộc với một tốc độ rất nhanh. Một tình huống bám biên rất tốc độ. Động tác giả. Bóng được trả về tuyến 2. Bóng được triển khai từ thủ môn. Bóng đi hơi cao và không đến được đầu các cầu thủ còn lại. Không có gì quá nguy hiểm. Rất tốc độ, cứu được bóng hay không đây? Vậy là cứu được rồi. Sẽ có một tình huống đá biên. Bóng đã được chiều vào trong. Sẽ là một tình huống phát bóng lên. Hiện tại gió ở Đà Nẵng đang rất to nên những tình huống phát bóng như thế này cũng có thể mở ra những cơ hội. Bóng được chuyển qua biên. Có chuyển bóng hay không? Không được. Sẽ là một tình huống phản công. Bóng vẫn đang lay hoay ở khu vực giữa sân. Sẽ là một pha phát bóng từ biên. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn. Thế trận đang được hai đội bóng chủ động giảm tốc độ lại. Sẽ là một pha phát bóng. Lại trượt rồi. Tình huống phát bóng biên từ sân nhà. Bóng được đưa vào trong. Đang có rất nhiều cái bóng áo vàng ở khu giữa sân. Vẫn là tình huống bóng lập bập và tranh chấp. Bóng đã được đẩy ra biên. Rất khéo léo. Một tình huống tranh cấp rất quyết liệt đúng lúc. Và đúng lúc này thì hồi còi kết thúc trận đấu đã được va lên. Cùng tìm ra được nhà vô địch của giải đấu năm nay tại khu vực thành phố Đà Nẵng. Và chúng ta đã cùng được chứng kiến giây phút là ngày hôm nay nhà vô địch đã cùng ăn mừng.
Nhà vô địch Lotteria Challenge Cup khu vực Đà Nẵng đã gọi tên câu lạc bộ bóng đá cộng đồng nhân nghĩa. Xin chúc mừng những nhà vô địch nhí và mong rằng những cầu thủ đã vấp ngã trong trận chung kết ngày hôm nay sẽ không nản chí. Chúng ta sẽ hẹn nhà vô địch khu vực Đà Nẵng tại vòng chung kết tại Hà Nội. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người tại địa điểm tiếp theo, thành phố Cần Thơ. Cảm xúc của mình như nào? Rất là vui. Một hai ba siêu. Ok, giao nhận cúp.